quý vị, sau dịch COVID-19, tâm lý xu hướng du lịch của khách có nhiều thay đổi. Điều này đòi hỏi các đơn vị phải nắm bắt nhanh để có thể ứng phó kịp thời, đáp ứng nhu cầu của khách trong mùa du lịch cao điểm, đặc biệt là trong dịp lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Hầu như khách đều đặt dịch vụ du lịch theo kiểu last minute, tức cận ngày, cho nên các đơn vị chỉ dự đoán được lượng khách đến trong thời gian ngắn. Vietlet Tour cũng đã nhận được nhiều đơn yêu cầu đặt tour của khách hàng đến với Đà Nẵng trong dịp lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay. Nhưng đa phần thì du lịch trong nước thì khách hàng luôn đợi tới sát ngày thì mới đặt tour nhiều. Vì trước đây hầu như khách nước ngoài người ta đều đặt dịch vụ rất là xa, khoảng trước 30 đến 45 ngày là có thể là đến 60 ngày. Nhưng còn hiện tại bây giờ số lượng mà khách đặt phòng cận ngày rất là nhiều, chỉ cách khoảng 30 đến có khi thậm chí đến 20 ngày. Sau thành công của đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 vào ngày 2 tháng 6 vừa qua, các đơn vị kỳ vọng lượng khách đến thành phố sẽ tiếp tục tăng trưởng cho các ngày tiếp theo. Với xu hướng đặt cận ngày như vậy, các đơn vị đều đã lên kế hoạch chuẩn bị đón khách chu đáo, an toàn. Thì chúng tôi cũng có tổ chức nhiều khóa học nâng cao cũng như training về kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên, cũng như là nâng cao ngoại ngữ và cũng rà soát lại tất cả những yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như phòng cháy chữa cháy để làm sao khách có một cái kỳ nghỉ thật là an toàn. Theo ban tổ chức, hơn 5.000 người đã mua vé xem trên các khán đài trong đêm khai mạc DIFF 2023. Công suất buồng phòng các khách sạn trên địa bàn trong ngày 2 tháng 6 đạt khoảng 55%. Thì thành phố Đà Nẵng chúng tôi thì đây là lần thứ 11 chương trình pháo hoa. Năm 2023 thì mong ước là đón 1,5 triệu lượt khách. Thì thực sự con số này đối với những cái năm trước, những năm 2019 cũng như những năm trước đây thì cái cơ sở hạ tầng của thành phố cũng như các cái điều kiện để thành phố có thể đón một cái lượng khách lớn như vậy thì nó cũng nằm trong cái khả năng đáp ứng của thành phố, từ về cơ sở vật chất đến con người đến tất cả các cái điểm về ẩm thực rồi các cái điểm vui chơi. Ngoài ra, cùng với DIFF 2023, thành phố sẽ tổ chức lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023, diễn ra từ ngày 28 tháng 7 với hàng loạt các hoạt động mới mẻ, đặc sắc để gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, góp phần khuấy động không khí du lịch thành phố trong mùa cao điểm du lịch.